Xin kính chào các bạn nha. Hôm nay mình cùng xem chiếc Marseille mới mua đó. Là mua luôn, có luôn máy lạnh đó bạn. Là 280 triệu các bạn. Marseille 382. Các bạn ơi, chị quá dữ. Này là có luôn máy lạnh, có 280. Cái giá con này khá là rẻ các bạn. Chạy được 3 vụ rồi, đang mang dàn số là 2m4. Số này là dàn số chế các bạn. Con này chạy quá đẹp. Máy này thấy chạy 3 vụ rồi, thấy cũng khá là đẹp, khá là êm. Này chủ máy này chia sẻ là lên bãi mua các bạn. Bạn thấy nè, sớ đất cũng khá là đạt, rất là bằng. Máy này chạy tốc độ này cũng khá là lẹ các bạn. Tiếng đồng hồ là hơn 10 công đất á. Máy chạy tốc độ này nó chạy 3 vụ rồi mà chưa có ra khói mà các bạn. Anh em nào có nhu cầu bán máy cài thì đặt qua kênh của mình bằng số điện thoại là 0352 915 395 các bạn. Số là số điện thoại của kênh YouTube của mình. Máy này có máy lạnh rất là êm, bánh còn chưa có đóng bèn luôn. Đây ba vụ thì đồng này thì không có mang bánh lồng này, con này toàn là mang bánh hơi vậy không á. Mình xin nhắc lại số điện thoại của kênh YouTube của mình ha, là số của mình là 0352 915 395. Anh em nào có nhu cầu bán máy cài thì liên lạc qua bán máy cài, hay là muốn liên lạc đến kênh YouTube của mình thì bằng số điện thoại là 0352 915 395. Đó. Này mình đang quay ở cánh đồng của núi nước của Bà Trúc các bạn. Máy chạy không gạt khói, máy quá êm. Chạy tốc độ khá là cao. Này tiếng hồ chạy là hơn 10 công. Tới tắt nhì các bạn, tới tắt nhất thì không được 10 công. Quá nặng là khói. Cái đồng này quá cò các bạn.
còn đường hai đường nữa là xong các bạn. Video của mình cũng đã dài các bạn. Mình xin kết thúc video tại đây các bạn. Anh em nào có nhu cầu bán máy cày thì liên hệ qua số điện thoại qua kênh của mình, mà số điện thoại là 0352915395 và chào các bạn nha. Hôm nay mình cùng xem cái lên nóng nổi các bạn, cứ tụt lên tụt xuống bạn thấy không, cái đường này nó quá trơn, đường nó quá trơn, đường này quá trơn ghê. Nay giờ mà ghe mấy lần anh? 4-5 lần các bạn. Bây giờ ghe 4-5 lần nó tụt lên tụt xuống rồi. Bắt chớn sao mạnh là nữ rồi, lên không? Bị tuôn hả? Các bạn, 4-5 lần nó cứ tuôn hoài. Cái này bây giờ hiện tại đạo bực nó lên rồi. Cái này kiếm 2-3 người đẩy tiếp à. Hả? Kêu cấp bây giờ cũng dính mấy chục công. Ừ. Này kiếm mà này còn 2-3 người đẩy tiếp làm sao quá bạn. Đó, thấy nó khó lên quá. Đang ốp rồi. Các bạn xem mà cái đường này nó láng ốp luôn. Về 4-5 lần mình không lên được.
bắt chán là đường khác rồi. Là cái đường khác đó bạn. Ngay cái đường cũ là không có lên nổi bạn.